Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Thì hôm nay channel của mình sẽ ra video à. Channel của mình sẽ ra video swap, trao đổi swap phần 2 nha. Các bạn nào thích trao đổi swap bên phần 1 cũng được. Nếu không các bạn trao đổi swap bên phần 2 cũng được. Bạn nào đang trao đổi swap bên phần 1 với mình thì cứ trao đổi nha. Còn những người bạn mới nào ấy mà muốn trao đổi swap bên phần 1 thì có thể vào đấy trao đổi. Còn hôm bây giờ mình sẽ làm video trao đổi swap phần 2 nha. Với swap phần 2 thì mình quy định những thứ như sau mình mới đổi nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu kể ra những thứ mà mình sẽ đổi. Đầu tiên đó là phụ kiện cho búp bê, nhất là giày cho búp bê nha. Nếu mà chỗ bạn nào mà có bán cả vỉ luôn ý, mà bạn ấy mà trao đổi với mình thì mình sẽ đồng ý nha. Tại vì mình cũng rất là thích. Các bạn thấy sáng không? Cái này là cái cầu vồng nha. Là Wow, đèn pin đấy. Chỗ mình quay rất là tối nha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ không rảnh rỗi gì nữa, mình sẽ bắt đầu kể tên anh nha. Đầu tiên là phụ kiện cho búp bê, nhất là giày cho búp bê. Mình đang rất là muốn trao đổi giày cho búp bê nha. Tiếp theo là những thứ liên quan đến Gudetama, ví dụ như trứng pudding này, bánh mì Gudetama này, trứng lưới này, trứng nước này, trứng nước màu này, hoặc là trứng nước trong hoặc trứng nước đục này. Mình không có muốn trao đổi trứng khủng long vỡ đâu nha, mình không trao đổi trứng đấy đâu. Không trứng khủng long vỡ nha. Gì nữa nhỉ? Gà mắc đẻ. Gà mắc đẻ có móc khóa hay là không có cũng được nhỉ? Không sao cả. Gì nữa ta? Cái gì nữa ta? À, mình nghĩ rồi, đó chính là Quixi. Mình rất là thích Quixi. Hôm bữa mình có nhìn thấy một video xe có những trao đổi swap của một bạn, nhưng bạn ấy trao đổi Quixi. Nhưng mà lỡ có một bạn vào, bạn đấy lại một lại cho Quixi rồi, thế nên mình không lại muộn chân một bước rồi. Thế bây giờ mình ra video swap phần 2 này, mong là sẽ có bạn nào trao đổi Quixi với mình nhá. Trời ơi, thích Quixi lắm. Như nếu mà bạn nào quyết định trao đổi với mình thì các bạn phải cho mình tên, số điện thoại, địa chỉ nha. Khi nào mà các bạn chắc chắn muốn trao đổi những thứ gì đó của mình nhá, thì mình nói luôn là ấy, có nghĩa là khi mà chúng ta đã chọn đồ để mà trao đổi thành công, sau đó chúng ta đã ra video gói đồ cho nhau rồi. Không ra video cũng được, ra video cũng được nha. Chúng ta đã gói, có nghĩa là mình với cả người nào đó đã gói đồ cho nhau, xong rồi đã mang ra bưu điện gửi. Đó, ra bưu điện gửi ấy, thì cái tiền ship của cái, nói thế nào ta, có nghĩa là ấy, các bạn ấy sẽ trả tiền ship cho cho cái bưu phẩm đấy của mình, còn mình ấy sẽ trả tiền ship cho cái bưu phẩm đấy của các bạn nha. Ok, được rồi, vậy các bạn đã hiểu rồi đúng không? Hơi ngược đầu một chút nha. Thì bây giờ mình sẽ nói lại, khi các bạn mang bưu phẩm đấy của mình đấy ra ấy, thì ra bưu điện ấy, thì các bạn sẽ trả tiền ship luôn cho bưu phẩm của mình. Còn khi mà mình mang cái bưu phẩm của bạn ra bưu điện để mình gửi cho các bạn ấy, thì mình sẽ trả tiền ship cho bưu phẩm của bạn. Như vậy là chúng ta sẽ hòa nhá.
Ok, được rồi. Video trao đổi swap của mình đến khi kết thúc rồi. Nếu bạn nào thích video này của mình, các bạn cho video một like, share. À, mình nói luôn là mình sẽ không trao đổi Quixi tự làm đâu nha, mình trao đổi Quixi mua thôi. Cho tạm biệt.